đi. Thì nhờ không hết sớm, không hết sớm. Đúng rồi. Cá heo. Hay làm cá heo nhé, ra biển ở nhé, được không? Đu đi ơi, đu đi con ra đảo ở mình nhá. Không hơi, không hơi. Ê, nhìn đây này, nhìn đường phố này, nhìn đường phố này. Đấy, chưa? Lạ không? Không giống nhà mình nhỉ? Con nhỉ? Đi đi. Nay đi chơi xa quá con nhỉ. Trong lành lắm. Nhậu nhậu. Thích không? Mày không đưa được bạn mật vào đây thì xa quá đấy, không đưa được bạn mật đi cùng á. Mày thích không? Đấy, siêu thoáng. Ôi, Hà Nội chật chội quá. Ra đây nhìn thích thật đấy. Đây, bên này có bể bơi. Bên này có bể bơi. Một kia nó sẽ ây. Hay ây. Hôm nay mình sẽ ở đây. Tiếc là không cho mình đi cùng được. Vì bay về Nha Trang xa quá. Mà đi có 2 ngày, sợ mật đi mật mệt không đi cùng được. Để vào xem phòng khách của nó xem nào. Phòng đẹp quá. Phòng đẹp quá. Kìa còn 2 phòng nữa. Tí mang Judy xuống đây đi bơi. Tí Judy xuống bơi không con? Em cười à? Con có cầm mũ xinh thế hả? Mũ tay gì đây? Tay này con gì? Mũ tay gì đấy Judy? Tay của chị. Xinh quá. Qua đây, con quay đây mẹ bảo này.
Con quay đây. Trời ơi. Con như chưa con trai ấy. Đẹp trai quá. Nhìn như con trai ấy con ạ. Trời ơi. Bao giờ mới xuống hồ bơi được? Không thấy đi. Trên máy bay không thấy con thảo bé này. 3 tháng cháu đã đi máy bay đi chơi rồi. Không nghĩ là nó bay mà lại. Cháu mới 3 tháng mà cháu đã bay về Nha Trang chơi rồi. Ôi dồi ôi không ư. Đúng rồi mẹ mình thế này nhờ. Ôi dồi ôi. Nhưng mà không giống con gái con ạ. Đẹp trai quá. Bao giờ con mới giống con gái hả Judy? Sinh ra Judy. Bao giờ Judy mới giống con gái? Hả? Đây rồi. Ừ, mẹ đây này. Mẹ đây này. Mẹ ở phía này này. Đấy. Đúng rồi. Sau này là Judy lớn lên mẹ cho Judy xem lại những cái này nhá. Xem ngày xưa mình bé tí bé theo như nào nhá. Đây. Ba bé em ấy. Đâu? 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 Đây mà. Đây mà. Đứa nào tê tuét? Đứa nào tê tuét? Cười. Cười. Cười quen chưa? Đang sắp quen rồi. Sắp quen rồi. Ôi nhồ. Bà gọi cho đi đi. Cho đi ơi. Cho đi ơi. Đẹp trai quá. Chưa giống con gái. Ôi, mới có 3 tháng tuổi đã bay vào Nha Trang chơi rồi. Dướng nhá. Dạ, thích nhá. Thích nhá. Nó đang rủ đi vậy, đi tắm biển đi không? Ôi dồi ôi, Judy không tắm biển được. Đi nữa đi mà. Ôi trời ơi, nhìn cái mặt kìa. Tắm ở đây hả? Nhìn cái mặt kìa. Judy chỉ vầy ở trong hồ, trong bồn tắm thôi. Úi trời ơi, nhìn cái mặt. Ghét nhẹ. Ba bé thích nhờ. Sau này lớn lên cho xem lại nhá. Ở đây. Cây không? Nhiều cây không? Nhiều cây quá nhỉ? Ở Hà Nội ít cây lắm. Ở đây nhiều cây. Không muộn quá, chả gọi anh ha mực. Và 11 giờ hơn bắt đầu mới. Sân ngon giảm lắm, đi đường lên. Ông tên đi, ông tò mò đấy, sáng sớm rồi đi. Sướng quá. Mẹ đẩy em đi nha, mẹ đẩy em đi nha. Đi, đi về, đi về, đi về. Thank you.
Đây từ thế mà. Đó. Rồi rồi. Đó đấy. Ra mà đi lấy tư bên bơi nhỉ. Nàng tiên cá ơi. Nàng tiên cá ơi. Nàng tiên cá ơi. Tiên cá ở đâu thế? Đi vào em ơi.